bàn thắng Cường nhớ nhất là bàn thắng của năm 96 đá với Indo, đá giải cúp Tiger năm 96, bàn thắng của anh Hồng Sơn, anh chuyền vào cho Cường ra đánh góc vô. Cường thấy ảnh qua một hậu vệ rồi Cường cắt mặt, rồi ảnh cắt mặt qua hậu vệ rồi anh Sơn anh chuyền vô, thì Cường hơi nói chung là hơi bị gãy gãy cái tình huống đó, mình đá con đá trước mặt không được, mình có cái Huỳnh Quốc Cường nhớ mãi bàn thắng đẹp từ hơn 20 năm trước và có lẽ nhiều người hâm mộ cũng bồi hồi cảm xúc khi xem lại pha bóng này. Vào thập niên 1990, thế hệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam gồm những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Quốc Cường v.v. được mến mộ vô cùng. Đến độ họ trở thành dàn diễn viên chính cho bộ phim bóng đá hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam mang tên Sút Vô, Sút Vô. Chiều nay em bận đi làm, khi nào về thay đồ em sẽ giặt cho. Không biết bác Long và My sẽ nói gì với tao đây. Dĩ nhiên cậu là người hùng hôm nay. Đố mày biết My nghĩ gì về tao. Ai biết tao đang lo nè. Lo gì? Má tao mà thấy vết bầm này thì chết. Những bàn thắng để đời, những phút giây huy hoàng đến với chàng trai xứ bưng biển như một giấc mơ. Và nó cũng trôi qua thật nhanh khi anh vừa tròn 30 tuổi, như nhiều cầu thủ Việt Nam thời điểm y học thể thao chưa phát triển lúc bấy giờ. Năm 2002, Huỳnh Quốc Cường phải treo giày vì gặp chấn thương nặng. Sau đó anh có 6 năm làm huấn luyện viên tuyến năng khiếu ở Đồng Tháp, rồi nghỉ hẳn bóng đá, rời Cao Lãnh về sinh sống tại quê nhà Sa Đéc. Bóng đá thì nói chung cái máu của mình có bóng đá, lúc nào nó cũng không có, có quên về bóng đá. Tuy nhiên thời điểm này thì cái Cường làm đỉnh cao thì cao đúng, nói thật là mình cũng có duyên về làm cái đỉnh cao. Đơn giản vì thấy hết duyên với bóng đá, Huỳnh Quốc Cường chuyển sang kiếm sống bằng nghề kinh doanh dịch vụ vận tải, chuyên chở gạo, thực phẩm cho công ty cỏ may ở Sa Đéc. Cảm mến tinh thần thiện nguyện từ đối tác, Huỳnh Quốc Cường đưa ra một quyết định ít ai nghĩ đến. Chỗ tôi làm là chỗ công ty cỏ may chuyên sản xuất về cái nông sản sạch. Công ty cũng làm ăn rất là đàng hoàng, uy tín, làm từ thiện rất nhiều, đặc biệt là cái ký túc xá của thủ đức thành phố Hồ Chí Minh. Ký túc xá đó khoảng nuôi khoảng 400 em học sinh nghèo học giỏi, nuôi cho các em đến khi ra trường. Nên Cường đích thân gặp anh Phạm Minh Thiện là tổng giám đốc công ty cỏ mai, Cường ngỡ ý muốn làm cái công ty này. Cụ thể thì bây giờ anh đang làm gì bởi với cái nông trại ở đây? Khoảng một năm là khoảng 10 anh em làm như là đắp mô, rồi cải tạo đường đi, khai quang cỏ rậm, như là cái sậy anh em làm là cho nó xanh đẹp. Và cải tạo từ từ tới nay là nó hiện là giờ vậy. Tương lai thì nó khu làm khu nghỉ dưỡng để sau này khách tham quan, khách lưu trú có đến dừng chân đây nghỉ ngơi. Có câu duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Tuy vuông mà tròn, thử hỏi chỗ nào không tự tại. Bản tính người miền Tây vốn quen cuộc sống chan hòa ung dung, có lẽ Huỳnh Quốc Cường cũng không phải là ngoại lệ. Tuổi thơ gắn bó với ruộng đồng, và khi đến độ trung niên, anh muốn tìm niềm vui bên vườn cây, ao cá. Hết duyên nên giả từ bóng đá. Nhiều cổ động viên tiếc nuối vì chân sút xuất sắc ngày nào của Đồng Tháp không theo nghiệp huấn luyện viên. Nhưng mỗi người có một lựa chọn riêng, khó mà giải thích nguyên do. Hay là cứ đơn giản mà thuận theo tinh thần ung dung tự tại giống như Huỳnh Quốc Cường đang trải qua. Tất cả đều gói gọn trong một chữ duyên. Rồi biết đâu một ngày nào đó, nhớ sân cỏ, nhớ trái bóng tròn, Huỳnh Quốc Cường lại ra sân, lại đi huấn luyện. Có thể lắm chứ, vạn sự tùy duyên mà.